ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác nhất điều hàm ngựa A à pháp tác chi nhãn. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio com. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết Me Chu Yên Chu tìm kiếm. Đêm mát như gột rửa, hàn nguyệt treo cao. Lầu hai trên ban công, Lâm Ân ngồi ở ở trên xe lan, nhìn trời không, thở dài một cái thật dài xuyên Việt đến cái này thế giới song song đã dòng dã 25 năm. Đối với những thứ khác cùng lứa người đến nói, đến cái tuổi này, hoặc là còn ở ngoài thành chiến trên trận cùng hung thú đánh giết kiến công lập nghiệp, hoặc là đã tại thành nội có một phần công việc ổn định, lấy vợ sinh con. Mà mình, hai, Lâm Ân nhìn đến mình đôi chân tàn tật khổ sở lắc lắc đầu hắn nơi sinh hoạt cái thế giới này tại 100 năm trước phát sinh một đợt kịch biến. Từ khi lần đó kịch biến sau khi bắt đầu toàn cầu linh khí khôi phục động thực vật dị biến. Nhân loại rất nhanh sẽ từ cái thế giới này thống trì giả, biến thành cùng với khác động thực vật một dạng người cạnh tranh. Tại vũ khí nóng tại không biết tên nguyên nhân bên dưới toàn bộ mất đi hiệu lực sau đó, nhân loại vì sinh tồn không ngừng tìm kiếm phát triển mới phương hướng. Ngay sau đó, Pháp Sư cái chức nghiệp này ứng vận mà sinh. Thế giới kịch biến sau đó ra đời nhân loại, có một phần năm xác suất sẽ ở 15 tuổi lúc trước, giác tỉnh ra mệnh luân. Chỉ cần nắm giữ mệnh luân, nhân loại liền có thể không ở nhờ bất luận cái gì ngoại vật, trực tiếp nắm giữ tự nhiên giới trong đó các loại nguyên tố. Cuồng phong, hỏa diễm, lôi điện, đất đá, cây cối những này nguyên tố tự nhiên rất nhanh liền trở thành nhân loại đối kháng hung thú vũ khí mà hướng theo nhân loại đối với mệnh luân nghiên cứu sau đó lại diễn sinh ra được đặc biệt tu luyện thân thể võ giả tiến một bước tăng cường loài người chiến lược nhưng mà vô luận dạng gì chức nghiệp mọi người hạn mức tối đa đã sớm tại hắn giác tỉnh xuất từ mấy cái thứ nhất mệnh luân thời điểm liền bị đã chú định cao cấp mệnh luân, có thể để cho ngươi nhẹ nhàng thoải mái trở thành cường giả. Đề cấp mà mệnh luân, liền tính ngươi phấn đấu cả đời, cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Cái thế giới này, chính là như vậy tàn khốc. Lâm ân thật dài thở dài một cái, 25 tuổi người, nhìn qua hẳn là có chút lão thái long chung. Hai năm trước, hắn tại cùng một lần hung thú chiến dịch bên trong, bất hạnh bị một cái siêu phàm hung thú gây thương tích. Tuy rằng may mắn nhặt về tính mạng, nhưng mà hai chân cơ thể khô héo, liền thực lực cũng lui lại đến người bình thường cũng không bằng trình độ. Hiện tại càng là chỉ có thể ngồi ở ở trên xe lăn, hèn hạ vô vi, lấy ngày độ năm. Lâm Ân buồn bã mà nhìn bầu trời, hồi tưởng cuộc đời của mình. Hắn lúc 13 tuổi giác tỉnh khống chế nguyên tố năng lực, trở thành giang hải thành một tên pháp sư. Nhưng là tư chất của hắn bây giờ nói không lên tốt lúc trước hắn một bầu nhiệt huyết cảm thấy dựa vào dựa vào cố gắng của mình liền tính so ra kém những cái kia thiên tài chân chính cũng sẽ không quá kém nhưng mà thực tế lại đưa hắn nặng nề một đòn hắn còn là sơ cấp pháp sư thời điểm có bạn cùng lứa tuổi đã nhảy một cái trở thành cao cấp pháp sư khi hắn thật vất vả lăn lê bò trườn, dùng mấy năm trở thành trung cấp cấp pháp sư, sau đó, rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều đã trở thành siêu phàm pháp sư tại các nơi trên thế giới kiến công lập nghiệp. Hưởng thụ hậu đãi, mà bây giờ, hắn và muội muội hai người ở ở một cái kiểu xưa tiểu khu bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào lúc trước hắn tích chữ xuống tích góp sinh hoạt. Nhưng là mình về điểm kia tích góp cũng lập tức phải thấy đáy nếu như không có nguồn kinh tế nói, bọn hắn thậm chí có thể ngay cả một cái sống yên phận chỗ đều không cách nào ôm lấy. Ca ca, ăn cơm, ngay tại cùng lúc này, một cái mặc lên màu lam liên y quần, giữ lại tóc dài xõa vai, chừng 15 tuổi nữ hài chậm rãi đi ra ban công. Nàng xinh đẹp vô cùng, da thịt trắng noãn, cánh tay cùng hai chân mảnh khảnh giống như là lông vũ một dạng. Ca ca, người lại than thở rồi. Nữ hài kia đem trên đùi hắn thảm lại lần nữa cất xong, ngồi trồm hổm ở trước mặt của hắn, mở mắt to nhìn đến hắn, nói. Bác sĩ nói, nhất định phải tâm bình khí hòa, loại này đối với chữa trị mới mới có lợi, lâm ân bất đắc dĩ cười cười. Đây chính là em gái của hắn, tên là Thanh Âm, cũng giống như hắn họ lâm. Nhưng mà nàng cũng không phải là của mình thân sinh muội muội vài năm lúc trước tại hai chân vẫn có thể hành động thời điểm mình từng tại năm đó thu dưỡng hắn cô nhi viện biết đứa bé này lúc đó nàng sinh mắc bệnh nặng đã thoi thóp thời điểm mình dùng từ hung thú chỗ đó lấy được một giọt phi thường chân quý tinh huyết cứu mạng của nàng vốn là chỉ là bởi vì lòng chắc ẩn hắn cũng không có để trong lòng nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tại hắn hai chân tàn tật sau đó, tất cả bằng hữu đô tị nhi viễn chi dưới tình huống, thanh âm rốt cuộc là trở thành rồi duy nhất một nguyện ý thu nhận người của hắn. Ta biết rồi, Lâm Ân cười nói. Chúng ta vào đi thôi, thanh âm đẩy Lâm Ân, trở lại trong phòng, đóng lại sân thượng cửa. Gian phòng vô cùng giản dị, trong phòng khách chỉ để một cái bàn, mấy cái ghế, trên ghế salon cùng mấy chiếc đồ điện trên bàn đốt ánh nến, hai người ngồi đối mặt nhau, trên bàn để mấy xếp chồng chút thức ăn, thanh âm giống như ngày thường, bới cho hắn hảo cơm, hướng trong bát của hắn gắp thức ăn. Cảnh tượng như vậy đã dòng dã lập lại thời gian hơn một năm. Ca ca, người còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không, thanh âm đột nhiên hoạt bát mà nháy mắt một cái. Lâm ân suy nghĩ một chút nói. Ngày mùng 4 tháng 2, án theo như trăm năm trước thời gian để tính, hôm nay hẳn đúng là lập xuân, thanh âm nắm hai tay, lắc lắc đầu, cười hì hì nói. Cũng đúng, bất quá ca ca, người đoán lại, hôm nay đối với ngươi chính là một cái ngày rất trọng yếu nha, lâm ân nghi ngờ suy nghĩ một chút, nói. Ngày gì, thanh âm đứng lên, cười híp mắt nói. Ca ca, hôm nay là ngươi 25 tuổi sinh nhật, lâm ân ngẩn ra. Sinh nhật lập tức hắn giờ khóc giờ cười. Mình lại đem cái thời kỳ này quên mất. Hơn nữa trên thực tế, hắn đã ít nhất 10 năm chưa từng có sinh nhật rồi. Ca ca, chờ một chút, thanh âm thần thần bí bí mà để đũa xuống, chuyển thân đi về phía phòng bếp. Mấy phút sau đó, thanh âm bưng một cái bánh sinh nhật, cười hát sinh nhật vui vẻ chúc phúc hát từ phòng bếp đi tới. Bánh ngọt bên trên cắm vào mấy cây nến, phía trên viết lâm ân danh tự chập chờn ánh nến phía dưới, cái này cũ nát phòng nhỏ, hẳn là có vẻ phá lệ ấm áp. Ca ca, sinh nhật vui vẻ, thanh âm cười phá lệ ngọt ngào, lâm ân cũng bị nụ cười của nàng cảm nhiễm, cũng cười lên. Thanh âm cười híp mắt nói, ta gần đây tìm công việc, rất dễ dàng, mỗi tháng có một nghìn khối có thể cầm đâu nhịn ăn nhịn xài một chút chờ đùi của ca ca hảo sau đó chúng ta lại rời đến căn phòng lớn ở đây nàng vui vẻ vì lâm ân cắt bánh ngọt tràn đầy phấn khởi nói đồ trong nhà nhất định phải đều đổi thành mới muốn mới máy truyền hình mới tủ lạnh lâm ân nhìn đến nàng vui vẻ bộ dáng tâm lý đột nhiên cảm giác đã có nhiều chút ấm áp lại có chút lòng chua xót Hắn lúc này mới phát hiện hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau đã dòng dã hai năm rồi. "Ca ca, nhanh thổi cây nến a." À, thanh âm cười hì hì nói. Chấp nhận một cái nguyện vọng, ta tin tưởng ca ca nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện, Lâm Ân xóa đi khóe mắt ẩm ướt, cười nói, "Được, hắn nhẹ nhàng thổi tắt cây nến." Mình thật chẳng lẽ muốn một mực tàn tật đi xuống, bị Thanh Âm chiếu cố cả đời sao? Nếu mà nguyện vọng thật hữu dụng, hắn trong lòng lặng lẽ nghĩ đấy. Vậy liền lại cho ta một lần cơ hội thay đổi số phận. Nếu như có thể mà nói, ta nhất định sẽ liều mạng bắt lấy. Hắn bất thình lình nắm chặt nắm đấm. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong đầu của hắn bên trong, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm, đinh. Hệ thống đang lốt, đinh. Hệ thống gia trì hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thành công kích hoạt pháp tác chi nhãn. Đại Việt xuất trinh phạt tống hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc, ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác nhất điều hàm ngư A à ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết Me Chu Chu tìm kiếm. Trong nháy mắt lâm ân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hệ thống vừa mới cái thanh âm kia, không sai, chính là tại mình trong đầu vang lên không sai. Trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kích động, thậm chí gò má cũng hơi phát run. Hệ thống cái từ này đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Tại xuyên việt đến cái thế giới này trước vài chục năm, hắn vẫn cảm thấy mình với tư cách xuyên việt giả rất có thể sẽ cùng kiếp trước thấy qua tiểu thuyết chính giữa nhân vật chính một dạng giác tỉnh hệ thống, hướng đi nghịch thiên chi lộ, nhưng mà mãi cho đến tàn tật lúc trước vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng hắn rốt cuộc đón nhận mình bình thường thực tế. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, mình cư nhiên tại 25 tuổi sinh nhật một ngày này, giác tỉnh hệ thống. Cà ca ca, ngươi làm sao vậy? Muội muội chú ý đến hắn biểu hiện trên mặt hơi biến hóa, tò mò hỏi lâm ân lắc đầu một cái cưỡng ép ngăn chặn lại mình nội tâm trong đó tâm tình kích động hắn ăn bánh ngọt xong ôn nhu sờ một cái muội muội đầu nói không gì chỉ là đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện sớm nghỉ ngơi một chút đi thanh âm không có nghĩ nhiều sau khi cơm nước xong nàng từ trên ghế nhảy cỡn lên đẩy lâm ân đi vào phòng ngủ khéo léo đem lâm ân đỡ đến trên giường nhỏ sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại khe cửa trước thanh âm mở hồn nhiên mắt to nhẹ nhàng hướng về lâm ân phất phất tay ca ca nếu có chuyện gì liền gọi tên của ta ta vẫn luôn ở đây ân sớm nghỉ ngơi một chút đi cửa nhẹ nhàng đóng lại lâm ân ngồi ở trên giường hít sâu một hơi hệ thống thật sự là hệ thống sao hơn nữa xác tỉnh một cái tên là pháp tác chi nhãn năng lực trong đầu của hắn trong đó hồi tưởng mình kiếp trước thấy những cái kia tiểu thiết chính giữa cảnh tượng sau đó thử trong đầu mặc niệm kích hoạt hệ thống hắn vốn là chỉ là ôm lấy thử tâm thái thử một lần nhưng mà trong nháy mắt hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác nhất điều hàm ngư a à khởi điểm của ta chính là thần nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết Me Chu Chu tìm kiếm. Nghe thấy hệ thống khẳng định hồi âm, Lâm Ân lại ngược lại mà yên tĩnh lại. Hắn nặng nề nói, trên cái thế giới này còn có người giống như ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc sao, hệ thống nói nhân loại muốn thấy được pháp tắc trừ phi trưởng thành đến thần trình độ, nhưng mà đến tận bây giờ, dõi mắt toàn bộ vũ trụ, còn không có bất kỳ sinh vật có thể đạt đến cái giai đoạn này. Lâm ân hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời không, con ngươi hơi phát run. Nói cách khác, mình có được chỉ có thần mới có thể có được cặp mắt. Như vậy là không phải nói. Mình ngay từ đầu liền đứng ở toàn bộ vũ trụ chỗ cao nhất mình bây giờ khởi điểm chính là thần hệ thống nói không sai chỉ cần ngươi từng bước một phát triển tiếp không ngừng đề cao bản thân thân thể và linh hồn cường độ không có chết yểu mà nói sớm muộn có một ngày ngươi biết thành là chân chính thần linh lâm ân bất thình lình ngẩng đầu lên nói ta nên làm thế nào hệ thống nói ngươi lẽ nào không có cảm giác được sao Tại ngươi giác tỉnh pháp tác chi nhãn một khắc này, tinh thần lực của ngươi đã chuyển hóa thành pháp tác chi lực. Hệ thống nói xong câu đó sau đó, liền triệt để tĩnh mịch tại lâm ân chỗ sâu trong óc. Nhưng mà những lời này lại cho lâm ân chấn động to lớn. Hắn chậm rãi vươn tay. Giống như ban đầu lần đầu tiên có thể điều động tinh thần lực thời điểm một dạng khống chế tinh thần lực tại lòng bàn tay của mình ngưng tụ. Trong nháy mắt, hắn thấy được tại lòng bàn tay của mình bên trong kia quanh quần pháp tác sợi tơ cùng mình thấy toàn bộ pháp tác chi lực một dạng thuộc về mình có thể được mình khống chế pháp tác chi lực ta tức pháp tác hắn hít sâu một hơi cố nén nội tâm chính giữa kích động cùng háo hức hỗn loạn tinh thần lực của mình chính là pháp tác chi lực như vậy là không phải cũng có nghĩa là mình có thể lợi dụng tinh thần lực của mình đến tạo nên vòng xoay pháp tác cho nên khống chế vạn vật vận chuyển, thậm chí thay đổi vật sở hữu chất tính chất, thậm chí để cho vạn vật lấy hoàn toàn bất đồng quy tắc vận chuyển. Ví dụ như nước chảy ngược lên cao, địa cầu xoay ngược chiều, để cho hàn băng thiêu đốt, để cho hỏa diễm càng thiêu càng lạnh. Lâm Ân cưỡng ép ngăn chặn lại mình nội tâm chính giữa kích động, hắn biết rõ tương lai mình tuyệt đối có thể làm được chỉ cần mình không ngừng trở nên cường đại mình cuối cùng có một ngày sẽ trở thành trong một chớp mắt khống chế vạn vật pháp tác thần linh hắn hít sâu một hơi cặp mắt chính giữa u ám trong nháy mắt biến mất thay vào đó chính là tự tin một cổ chưa bao giờ có kích tình tràn ngập tại toàn thân mọi thứ bắt đầu từ bây giờ hắn quay đầu hướng về ảm đạm ánh nến nhìn lại ở đó cái ánh nến bên trên, quanh quẩn lần lượt nhỏ bé lại phi thường phức tạp vòng xoay pháp tác. Thiêu đốt chi luân, lưu động chi luân, lơ lửng chi luân, chính là những này vòng xoay pháp tác, tạo thành đây một chiếc ảm đạm ánh nến. Bước đầu tiên, hắn nín thở, nhìn chằm chằm kia chén ảm đạm ánh nến, từng điểm khác ghi đến quanh quẩn tại ánh nến xung quanh vòng xoay pháp tác cơ cấu. Thận trọng, Giống như là khi còn bé lần đầu tiên trên giấy viết loại kém nhất cái Hán tự một dạng. Sau đó đem từng cái từng cái Hán tự liền một câu nói. Sau một khắc, bóng tối trong gian phòng, Lâm Ân bất thình lình mở to cặp mắt. Trong lòng bàn tay của hắn, hô một tiếng, xuất hiện một chút thiêu đốt hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, đầy điểm hỏa diễm chiếu sáng xung quanh hắc ám. Tuy rằng nhỏ bé, lại phảng phất tản ra vô hạn quang minh. Thành công, Lâm Ân khóe mắt ươn ướt nhưng mà rất nhanh hắn liền xóa đi kia một chút ẩm ướt. 25 năm Âu sầu thất bại. 25 năm lăn lê bò trườn, hiểu tường tận trong cuộc sống tất cả lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Từng chịu đựng phản bội, khi dễ, vũ nhục, thậm chí đoạn hai chân, cả ngày chỉ có thể ở tại xe lan. Ai có thể nghĩ tới mình còn sẽ có một lần cơ hội trở lại từ đầu. Hắn nắm chặt nắm đấm, bản thân đã có năng lực xây dựng vòng xoay pháp tác. Như vậy bước kế tiếp, chính là để cho tự mình đứng lên. Hắn cúi đầu xuống, chậm rãi kéo mình ống quần. Cặp chân chính giữa cơ thể toàn bộ héo rút ra thịt giống như là đốt trụi làm sao vỏ cây một dạng dán tại trên xương. Bây giờ y tế thủ đoạn cũng chỉ có thể để cho cặp đùi này không xuất hiện hoại tử, nhưng là muốn chữa khỏi, căn bản không có bất kỳ khả năng nào như thế nào mới có thể để cho tự mình đứng lên? Hắn suy nghĩ một chút, lập tức hắn, quay đầu, nhìn về phía mình trên bệ cửa sổ, một chậu đã chậm rãi toát ra mới nảy sinh bồn hoa. Hắn hai mắt tỏa sáng, đây chẳng qua là một khỏa ven đường tùy tiện là có thể gặp phải cỏ dại. Hắn yêu thích cỏ dại, bởi vì cỏ dại sinh mệnh lực là nhất ngoan cường liền tính toàn bộ bị hủy diệt nhưng mà chỉ cần bộ dễ vẫn còn tồn tại bọn họ liền có thể lần lượt tân sinh sinh mệnh lực không sai liền là sinh mệnh lực lâm ân mở ra pháp tác chi nhãn khỏa kia toát ra mới nảy sinh cỏ dại bên trên chậm rãi xoay tròn lần lượt pháp tác luân bàn đại biểu lớn lên vòng xoay pháp tác đại biểu sinh mệnh lực vòng xoay pháp tác rất tốt hai cái này luân bàn hẳn là có thể để cho chân của ta khôi phục bất quá hẳn mau hơn một chút lâm ân quay đầu cặp mắt từng bước lỏng lẻo mà mất đi tiêu cự tại mất đi tiêu cự trong nháy mắt hắn thấy được quanh quẩn tại cả thế giới bên trên càng thêm trừu tượng vòng xoay pháp tác đại biểu thời gian lưu động vòng xoay pháp tác trong nháy mắt hai mắt của hắn tiết ra máu tươi thời gian vòng xoay pháp tắc phức tạp, vượt qua hắn đã gặp bất luận cái gì vòng xoay pháp tắc nhưng là vấn đề không lớn. Hắn nhớ kỹ, thời gian chi luân, rất tốt, vậy kế tiếp chính là tăng tốc, hắn hướng về không khí vung ra một quyền, nắm đấm ở trong không khí phát ra vù vù âm thanh. Một cái vòng xoay pháp tắc kèm theo hắn hôi ra một quyền kia xuất hiện. Hắn hai mắt tỏa sáng. Đại biểu tăng tốc vòng xoay pháp tác không sai chính là cái này lâm ân chậm rãi nhắm hai mắt lại khi hắn lần nữa mở ra thời điểm cặp mắt trong đó xuất hiện đã yên lặng hai năm ý chí chiến đấu cùng kiên định ta phải đứng lên ngay tại hiện tại lúc này hắn bất thình lình cắn răng hướng về hai chân của mình đưa tay ra trong nháy mắt tinh thần lực của hắn hóa thành vô số pháp tắc sợi tơ nhanh chóng tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ lớn lên sinh mệnh lực thời gian lưu động tăng tốc vô số pháp tắc chi lực tại trong lòng bàn tay của hắn tạo thành kia bốn cái vòng xoay pháp tắc giống như là một đợt tân sinh gió nhẹ nhẹ nhàng lay động chậu hoa trong đó kia hơi toát ra mới nảy sinh cỏ dại sau một khắc hắn bất thình lình đem kia bốn cái vòng xoay pháp tắc đè ở hai chân của mình bên trên để cho ta đứng lên hắn quát to liền trong khoảnh khắc đó pháp tác luân bàn bao gồm hai chân của hắn, hai chân của hắn trong nháy mắt bắn ra rồi từng đạo tượng trưng cho sinh mệnh khí tức cơ thể đang chậm rãi nảy sinh huyết dịch bắt đầu chảy xuống vỡ nát xương cốt không ngừng tu bổ. liền tại làm sao trong nháy mắt đã làm sao hai chân hẳn là lấy mắt thường tốc độ rõ dệt nhanh chóng khôi phục. ca ca người làm sao vậy? Nghe thấy Lâm Ân âm thanh mà bị đánh thức thanh âm nhanh chóng lao ra phòng ngủ, bất thình lình đẩy ra Lâm Ân cửa phòng. Nàng thở hổn hển, trong mắt vô cùng nóng nảy, thậm chí trên thân chỉ mặc một bộ đồ ngủ liền chạy ra. Hắn cho rằng Lâm Ân xuất hiện tình huống gì, nhưng mà sau một khắc, nàng trong nháy mắt mở to cặp mắt, đầu ầm vang một tiếng thật lớn, lâm vào trống rỗng. "Ca ca, ngươi" Lâm ân chậm rãi buông ra tay vịn, cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng, từng bước một hướng về nàng di động mà hai chân. Tuy rằng vẫn còn có chút cứng ngắc nhưng mà toàn diện lại nói, đã không có đáng ngại. Thanh âm, Lâm ân nói, ta bình phục Đại Việt xuất trinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy Đại Tống như thế nào. Mời đọc ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác nhất điều hàm ngư A tu bổ hai chân, mấy chục lần tốc độ tu luyện. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết Me Chu Yên Chu tìm kiếm. Trong nháy mắt thanh âm bụng miệng, mũi đau xót, con mắt trong đó tách tách rơi nước Ca Kaka có thể đứng lên. Kaka lại có thể đứng lên cả đời đều muốn sự tình, vậy mà vào hôm nay được như nguyện. Ca, nàng bất thình lình đụng ngã lâm ân trong ngực, ôm lấy lâm ân lồng ngực, cao giọng khóc giống lên. Người có thể đứng lên sao? Người thật bình phục sao? Quá tốt, thật quá tốt. Lâm ân liền vội vàng nắm được mép giường tay vịn, đề phòng mình té ngã trên đất. Hắn vươn tay, sờ một cái ôm lấy nàng khóc giống tiếng đàn đầu, ánh mắt lộ ra ấm áp thần sắc hắn có thể lý giải tâm tình của nàng hai năm qua đến nay tuy rằng vẫn luôn ở trước mặt của hắn biểu hiện phá lệ nhu thuận mỗi lần gặp mặt đều là một bộ dáng vẻ cao hứng nhưng mà lâm ân biết rõ nàng chỉ là không muốn ở trước mặt mình biểu hiện ra cái gì mặt trái tâm tình nàng là trên cái thế giới này hy vọng nhất mình có thể đứng lên người rất lâu khóc thút thít từng bước biến thành khóc sụt sùi thanh âm nâng lên nước mắt lã chã con mắt nhìn đến hắn hoàn hảo không hao tổn hai chân kích động qua đi thuận theo mà tới chính là nghi hoặc ca ca đến cùng là chuyện gì xảy ra chân của ngươi làm sao đột nhiên liền bình phục lâm ân mỉm cười nói bởi vì ta tìm được một loại có thể chữa trị hai chân phương pháp, mà loại phương pháp này không chỉ có thể để cho ta đứng lên, vẫn có thể để cho ta lại lần nữa bước lên pháp sư chi lộ. Lâm ân chậm rãi đưa tay ra, giữa ngón tay xuất hiện từng đạo quanh quẩn hắn xoay tròn mộng ảo đường cong. Thanh âm ngạc nhiên nhìn đến một màn kia, nói. Đó là cái gì, Lâm ân nhẹ nhàng nói. Pháp tác ta lợi dùng pháp tác to bổ xong hai chân của mình, ngón tay của hắn khẽ động. Những pháp tác kia chi lực trong nháy mắt cấu xây xong một đoàn tản ra ấm áp tia sáng ngọn lửa. Trong lòng bàn tay, lã chã mà bốc cháy. Thanh âm trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Một loại hoàn toàn không thấy hệ thống, một loại uyển như thần tích một dạng hệ thống. Nàng cũng không hiểu nhiều lắm pháp tác đến cùng đại biểu cái gì nhưng mà nàng biết rõ ca ca lần nữa có được lực lượng mà lần này có thể là có thể có thể so với thần linh sức mạnh to lớn nàng ngơ ngác nói thật sự là thật bất khả tư nghị ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại lâm ân xoay mình xuống giường di chuyển hai chân chậm rãi đi tới máy tính lúc trước hắn lập tức mở máy vi tính ra nhanh chóng lưới trên đường lục soát lên võ giả đoán thể chi thuật một buổi tối thời gian hắn đều không có ngủ mà là đang đối với tương lai mình phương hướng phát triển tiến hành kế hoạch pháp sư sức chiến đấu tuy rằng phi thường khủng bố nhưng mà tố chất thân thể quá kém tại thời điểm chiến đấu quá dễ dàng thua thiệt lâm ân tự nhủ không sai từng có vài chục năm với tư cách pháp sư kinh nghiệm hắn phi thường hiểu rõ pháp sư nhược điểm tinh thần lực tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà tố chất thân thể quá kém một khi bị tiếp cận pháp sư cơ hồ không có bất luận cái gì ứng đối thủ đoạn mình bây giờ nếu từ bắt đầu mới vậy sẽ phải hai cái đều tốt tại tập luyện tinh thần lực đồng thời thể chất tập luyện cũng tuyệt đối không thể rơi xuống cho nên hắn quyết định đầu tiên trở thành một võ giả sau đó lấy thêm trở về mình pháp sư thân phận mà lại trở thành võ giả sau đó mỗi tháng cũng có thể nhận đến bù mặc dù không nhiều nhưng mà đối với mình bây giờ lại nói thuộc về cầu cứu chính là cái này lâm ân nhìn đến màn ảnh máy vi tính khẽ mỉm cười sơ cấp đoán thể chi thuật quân thể quyền những thứ này là với tư cách một võ giả nhập môn công pháp cơ bản là rất dễ dàng liền có thể từ lên mạng tìm được tài liệu nhưng là muốn muốn càng cao cấp càng hiếm hoi hơn công pháp vậy cũng chỉ có thể trở thành võ giả từ võ giả đại điện trong đó trao đổi hoặc là gia nhập một cái thế lực theo bọn nó chỗ đó lấy được lâm ân đứng lên dựa theo đoán thể chi thuật phương pháp phía trên tu luyện một giờ sau đó lại đánh một bộ quân thể quyền lâm ân đang nhìn mình hai tay cau mày nói quá chậm nếu mà làm từng bước mà đến tu hành muốn trở thành võ giả cũng không biết muốn tới không biết năm tháng nào muốn trở thành võ giả đầu tiên cần tu luyện ra huyết khí cùng tinh thần lực bất đồng chính là huyết khí chỉ có thể thông qua không ngừng tập luyện mới có thể tích góp đi ra mà càng là đẳng cấp cao đoán thể chi thuật huyết khí tốc độ tu luyện thì sẽ càng nhanh mình tu luyện là công pháp sơ cấp nhất huyết khí chuyển hóa hiệu suất là chậm nhất một cái giác tỉnh mệnh luân người bình thường muốn dùng loại này sơ cấp đoán thể thuật tu luyện trở thành võ giả ít nhất cần thời gian hơn một năm nếu quả như thật là tốt như vậy tu luyện vậy thế giới này trên thật người người đều là cường giả rồi nhưng mà lập tức tâm niệm của hắn khẽ động nếu như mình lợi dụng pháp tác đến đối với mình tiến hành tăng cường đâu lâm ân quay đầu hướng về thân thể của mình nhìn lại chậm rãi nói kích hoạt pháp tác chi nhãn trong nháy mắt, hắn mở to cặp mắt. Thân thể của mình bởi vì tập luyện hết, tuy rằng hiệu suất rất kém cỏi, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít, trong cơ thể cũng xuất hiện một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh lực. Mà đang ở kia trong huyết khí, hắn thấy được một cái chậm rãi quanh quẩn vòng xoay pháp tắc, huyết khí nảy sinh. Không sai, chính là khống chế huyết khí chuyển hóa hiệu suất pháp tắc lâm ân trong lòng hơi đậu ngón tay của hắn nhanh chóng khắc họa ra một cái màu u lam sao sao tăng tốc chi luân hắn chậm rãi đem tăng tốc chi luân cùng trong cơ thể mình huyết khí nảy sinh chi luân trói định với nhau trong nháy mắt lâm ân cảm giác đến trong cơ thể mình huyết khí chuyển hóa hiệu suất trong nháy mắt tăng lên gấp mấy chục lần hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng quả nhiên không sai nếu như vậy, cho dù là cấp bậc thấp nhất đoán thể phương pháp, tốc độ tu luyện của ta cũng tuyệt đối không thể so với những cái kia đẳng cấp cao kém. Hắn quay đầu nhìn về mình để ở trên bàn huyết khí khảo thí khí. Cái này đồ chơi nhỏ có thể thực thì mà khảo thí ra tinh lực của chính mình tổng số lúc trước bằng hữu đưa cho hắn. Hắn vươn tay thả ở bên trên. Khảo thí khí trên hiện lên huyết khí số lượng ví. 1, không sai chỉ có, một, Lâm Ân nắm chặt nắm đấm, nói, bắt đầu đi. Sau đó dòng dã một nửa ngày, Lâm Ân bắt đầu điên cuồng tập luyện, một bộ lại một bộ quân thể quyền, cả phòng trong đó tràn ngập quyền kích phá không khí phát ra vù vù tiếng vang. Huyết khí khảo thí khí phía trên trị số cũng đang không ngừng đề thăng. 55 tỷ 257 triệu 584 nghìn 874 nửa ngày sau đó, Lâm Ân mồ hôi đầm đìa mà ngồi dưới đất dùng khăn lông lướt qua mồ hôi trên đầu. Hắn nhìn đến huyết khí khảo thí khí lên trị số, ngay cả trên mặt của hắn đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Thời gian 8 tiếng, huyết khí vậy mà tăng lên 1347 điểm nếu mà có người biết hắn chỉ dùng một nửa ngày liền rèn luyện được nhiều như vậy huyết khí, sợ rằng sẽ khiếp sợ cầm đều rớt xuống. Đây chính là hơn một ngàn điểm A. Người bình thường bắt đầu lại từ đầu, muốn đem huyết khí tăng lên tới cái này cấp bậc ít nhất cần hơn nửa năm thời gian. Coi như là thiên tài cấp bậc tồn tại, tu luyện đẳng cấp cao công pháp, cũng ít nhất cần hơn một tháng thời gian. Phải biết, võ giả huyết khí tiêu chuẩn mới 3.000 điểm A người bình thường ít nhất cần thời gian hơn một năm mới có thể đạt đến tiêu chuẩn này a à, mà hắn chỉ dùng nửa ngày vòng xoay pháp tắc tốc độ tăng lên quả nhiên lợi hại lâm ân cười mỉm đại việt xuất trinh phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm sẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc nhất điều hàm ngư a điên cuồng tu luyện một ngày thành tựu võ giả Nghe chọn bộ tại mê audio com Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết Me Chu Chu tìm kiếm. Hắn muốn đứng lên tiếp tục tập luyện. Nhưng mà hắn lập tức phát hiện thân thể của mình đã bất động rồi. Cường độ cao tập luyện để cho thân thể của hắn có chút siêu gánh vác rồi nếu như là những cái kia danh môn đệ tử bọn hắn tại tập luyện sau khi kết thúc đều sẽ dùng chuyên môn đan dược để cho thân thể mệt nhọc nhanh chóng biến mất đây cũng là danh môn đệ tử sẽ so với người bình thường mạnh hơn một trong những nguyên nhân nhưng mà đối với những người bình thường kia lại nói không có tài nguyên cũng chỉ có thể chờ đợi thân thể khôi phục lại chi sau kế tục tập luyện vô hình chung tranh lệch liền hiện ra lâm ân hít sâu một hơi nói quả nhiên, còn phải dựa vào vòng xoay pháp tắc, hắn rộng mở đưa tay ra. Mộng ảo quang mang trên ngón tay của hắn khiêu động. Đại biểu, sinh mệnh lực cùng đại biểu tăng tốc vòng xoay pháp tắc xuất hiện chi rồi trong tay hắn. Trong nháy mắt, cuồn cuộn sinh mệnh lực bao gồm toàn thân của hắn, mệt nhọc trong nháy mắt biến mất, hắn từ dưới đất đứng lên, cảm giác đến tinh lực rồi rào, tựa hồ có hoàn toàn không dùng hết lực lượng. Lâm ân mỉm cười lẩm bẩm đầy máu phục sinh, ha ha, nếu mà một màn này để cho những cái kia danh môn đệ tử nhìn thấy, sợ rằng sẽ tức đến học máu. Bởi vì những cái kia có thể làm cho tinh lực thần tốc hồi phục đan dược, ở thành phố trên mặt, không có chỗ nào mà không phải là thiên giới. Liền coi như bọn họ có thể có được loại đan dược này, cũng tuyệt đối sẽ không xa xỉ đến dùng ở thường ngày trên việc tu luyện. Bởi vì tại trong chiến đấu, như vậy một viên đan dược thì đồng nghĩa với là cái mạng mà Lâm Ân vòng xoay pháp tắc so sánh trên thế giới bất luận một loại nào khôi phục hiệu quả của đan dược đều muốn tốt nhưng lại không cần thiết bất kỳ tiêu hao nào cũng thì đồng nghĩa với nói Lâm Ân có được vô hạn đan dược cao cấp cung cấp có lẽ về sau mình có thể đem sinh mệnh chi luân minh khắc ra vùi đầu vào trên thị trường rất kiếm lời hắn một bút Lâm Ân nghĩ như vậy lập tức lại bắt đầu tập luyện. 1574-1853-2101 huyết khí của hắn không ngừng tăng vọt. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Ân tinh lực trị số đã đột phá 2.000 cửa ải lớn. Nếu mà ngoại nhân nhìn thấy hắn khủng bố như vậy tốc độ tăng lên, sợ rằng sẽ khiếp sợ cầm đều rớt xuống. Đây cho dù là thiên tài đều không thể dùng để hình dung A. À. Lâm Ân thở hồn hển tựa vào trên ghế salon, cười nhìn trần nhà, nói. Lập tức ta liền muốn đạt tới sơ cấp võ giả tiêu chuẩn, đến lúc đó đi đăng ký võ giả thân phận, mỗi tháng xem như có cố định thu vào, vừa lúc đó, cửa cùng cục một tiếng mở. Chỉ thấy giống như bướm một dạng thanh linh muội muội đi vào, phía sau của nàng còn đi theo hai cái khoái đệ nhân viên làm việc. Ca ca, thanh âm nhanh chóng chạy vào, cho lâm ân một cái gấu ôm. Nàng mở mắt to, mắt cười nói ta đã đem quyền lực khảo thí khí mua được, hơn nữa chỉ tốn không đến 500 khối, Lâm Ân cười sờ một cái sau gáy nàng. "Không sai, buổi sáng thời điểm, hắn liền nhờ cậy muội muội đi chọn mua sắm một bộ máy trắc nghiệm, như vậy thì có thể chuẩn xác khảo thí ra quyền lực của chính mình tiêu chuẩn." Đối với thực lực của mình có một cái chân thật khống chế trên thị trường như vậy máy ít nhất cũng cần hơn ngàn khối thanh âm đang làm giá về phương diện này xác thực là một cái tiểu dạng có năng lực đi không tồi ca ca ta phải thường lâm ân nhìn đến nàng khao khát cặp mắt bất đắc dĩ hôn lên trán của nàng một hồi thanh âm nhất thời cười như hoa nở hay là cùng khi còn bé một dạng luôn là chưa trưởng thành bộ dạng để cho nhân viên làm việc đem máy sắp xếp cẩn thận sau đó, Lâm Ân hít sâu một hơi, nhìn đến máy trắc nghiệm, trong mắt tinh mang chợt lóe. 2100 tinh lực, không biết có thể đối với quyền lực của chính mình có bao nhiêu đề thăng. Hắn bất thình lình hướng về máy đánh đánh một quyền. Ầm, trên máy móc trên màn ảnh trị số không ngừng tăng vọt. Cuối cùng như ngừng lại. 541 kg nhìn thấy số kia chị sau đó, thanh âm nhất thời mở to cặp mắt, che lấy miệng nhỏ, lộ ra khó tin thần sắc. Nàng quay đầu nhìn về phía mình ca ca, kinh hô. Ca ca, 541 kg quyền lực, cái này đã đạt đến sơ cấp võ giả tiêu chuẩn A, nàng có chút không dám tin tưởng. Bởi vì lúc này mới qua vừa vặn thời gian một ngày A. Lúc trước ca ca của nàng thân thể vô cùng suy yếu, nàng là một mực nhìn trong mắt, Vừa vặn thời gian một ngày, ca ca quyền lực cư nhiên đã đạt đến sơ cấp võ giả tiêu chuẩn. Lâm Ân khẽ mỉm cười, nói: "Huyết khí đối quyền lực tăng lên quả nhiên phi thường lớn, nếu sơ cấp võ giả đạt tiêu chuẩn quyền lực đạt tiêu chuẩn, vậy kế tiếp liền đánh chúng cấp võ giả đi." Trung cấp võ giả quyền lực tiêu chuẩn 2000 kg, huyết khí tiêu chuẩn là Bảy nghìn thành là sơ cấp võ giả sau đó, mỗi tháng có thể lãnh vào tay bù là hai nghìn khối, mà trung cấp võ giả có thể lãnh vào tay bù tắc tăng lên gấp đôi, ước chừng bốn ngàn khối. Thanh âm kinh hô một tiếng, hưng phấn cơ hồ muốn nhảy cẩn lên, nói. Ca ca, người thật sự là quá mạnh mẽ, lâm ân sờ một cái đầu của nàng, mỉm cười nói tối hôm nay đi làm mấy cái thức ăn ngon đi, thật lâu không có ăn thật ngon một bữa, thanh âm lập tức gật đầu, con mắt giống như là biết nói chuyện một dạng. Ân ân, ca ca, ta đây liền đi. Buổi tối, thanh âm làm một bàn sở trường thức ăn ngon, ăn lâm ân là miệng đầy dầu mỡ, thanh âm tắc chống đỡ cầm, mắt cười nhìn đến ca ca đem mình làm tất cả thức ăn tất cả đều ăn sạch ánh sáng. Lâm ân ợ một cái, nói không có thanh âm lập tức đứng lên nhanh chóng chạy vào phòng bếp nói người nào nói ca ca ta lập tức làm ngươi không nên động chờ đợi ta thanh âm hưng phấn lại xào vài món thức ăn nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn đến lâm ân ăn, ăn hết tất cả rất lâu không có giống hiện tại một dạng vui vẻ qua cũng rất lâu không nhìn thấy ca ca giống bây giờ một dạng bộc phát thèm ăn bộ dạng rồi thanh âm vô cùng cao hứng, thậm chí nằm mộng cũng có thể cười tình. Ca ca có thể khôi phục bình thường, đối với nàng mà nói, chính là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất rồi. Ngày thứ hai, Lâm Ân tiếp tục bắt đầu tập luyện. Dựa theo quân thể quyền cùng sơ cấp đoán thể chi thuật phương pháp phía trên, một bộ lại một bộ mà đi đến quy trình. Một ngày chỉ ngủ 2 giờ, thời gian còn lại trừ ăn cơm ra, lâm ân một khắc không ngừng tập luyện huyết khí của hắn cùng quyền lực cũng tại lấy tốc độ thật nhanh không ngừng tăng vọt. 3.700 kg